Dàn nữ thần không tuổi của TVB đồng loạt khoe sắc khiến công chúng ngẩn ngơ. Lý Nhược Đồng đã U60 mà từ dung mạo đến dáng người đều ăn đứt lứa đàn em. Lê Tư sở hữu làn da căng bóng đến thiếu nữ cũng phải ghen tị. Đầu năm 2024, hàng loạt mỹ nhân đình đám một thời của TVB đồng loạt lộ diện và khoe nhan sắc khiến công chúng dậy sóng. Dù đã bước qua ngưỡng tuổi 40, thậm chí là 60, thế nhưng dàn hoa đán nhà đài lại khiến khán giả phải ghen tị vì quá trẻ trung và xinh đẹp, hệt như thời còn là thiếu nữ. Trung Gia Hân. Trung Gia Hân từng là một trong những nữ diễn viên đình đám nhất của TVB một thời đó. Với vẻ xinh xắn ngoan ngoãn cùng tính cách hiền lành, nữ diễn viên được nhà đài lăng xê hết sức nhiệt tình, toàn đóng những dự án phim khủng. Tính đến nay, Trung Gia Hân đã 40 tuổi, cũng chẳng còn mặn mà với việc đóng phim nữa, nhưng sắc vóc của cô thì vẫn như thời thiếu nữ vậy. Nhìn những hình ảnh mà Trung Gia Hân chia sẻ với người hâm mộ, chẳng ai có thể tin được cô đã là mẹ của ba nhóc tỷ rồi. Quách Khả Doanh. Dù không phải là người chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp, nhưng Quách Khả Doanh vẫn là cái tên được TVB nâng đỡ rất nhiệt tình. Nữ diễn viên đã mang đến cho khán giả rất nhiều tác phẩm kinh điển như Hồ Sơ Trinh Sát, Kỳ Án Nhà Thành. Sự nghiệp đáng ghen tị là thế, nhưng Quách Khả Doanh lại từ bỏ tất cả để cưới Lâm Văn Long và sinh con cho anh. Có lẽ nhờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống giàu sang đáng ghen tị nên dù đã 55 tuổi thì Quách Khả Doanh vẫn trẻ trung xinh đẹp. Sa Thi Mạn. Xuất thân là Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, Sa Thi Mạn được TVB lăng xê rất nhiệt tình, cho đóng ngay vai Miêu Nhược Lan trong Tuyết Sơn Phi Hổ. Thế nhưng thở ban đầu, cô lại không được lòng khán giả vì diễn xuất gượng gạo và kỹ năng nhả thoại kém. Và Sa Thi Mạn đã chứng minh được thực lực của bản thân thông qua các bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, Phượng Hoàng Lâu hay Nữ Hoàng Tin Tức. Sự nghiệp ngày càng thành công, đến nhan sắc của Sa Thi Mạn cũng rất đáng ghen tị, gần 50 tuổi mà vẫn giữ được ngoại hình thiếu nữ. Quan Vịnh Hà. Quan Vịnh Hà chính là nhất tỷ lừng lẫy một thời của TVB đó. Với tài năng nhập vai đáng nể cùng nhan sắc vượt trội, nữ diễn viên đã lập nên nhiều thành tích rating đáng nể với Miêu Thúy Hoa, Lực Lượng Phản Ứng, Như Ý Cát Tường. Thế nhưng bây giờ khi nhắc đến Quan Vịnh Hà thì khán giả chỉ nhớ đến nhan sắc của cô mà thôi. Rõ ràng đã bước qua ngưỡng tuổi 60 rồi, vậy mà Quan Vịnh Hà vẫn trẻ đẹp như thuở nào. Trong những hình ảnh tái xuất hiếm hoi đầu năm 2024, cô còn khiến nhiều người hiểu nhầm là mới 30 tuổi mà thôi. Lê Tư. Trong thời kỳ hoàng kim của TVB, Lê Tư chính là một trong những nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì cô chính là Triệu Mẫn của Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 hay Ngọc Doanh trong Thâm Cung Nội Chiến mà. Vậy mà Lê Tư lại giải nghệ sớm để cưới chồng. May mắn là nhờ cưới đúng người nên cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc và viên mãn, dù đã 53 tuổi vẫn giữ được làn da căng bóng mịn màng đến thiếu nữ cũng phải ghen tị. Lý Nhược Đồng. Dù tiểu long nữ trên màn ảnh có đến hàng chục người, nhưng chẳng ai có thể vượt qua Lý Nhược Đồng cả. Nhờ thế mà suốt gần 30 năm qua, Lý Nhược Đồng vẫn giữ được địa vị đặc biệt trong lòng khán giả, mãi mãi là nữ thần. Ngay cả vài năm gần đây, Lý Nhược Đồng chẳng cần đóng phim vẫn dễ dàng gây bão mạng dựa vào sắc vóc tuổi U60 quá đáng nể. Từ dáng người săn chắc không chút mỡ thừa, khuôn mặt mịn màng cho đến thần thái tươi tắn, Lý Nhược Đồng đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều cô gái trẻ, giúp họ có thêm niềm tin và động lực để chọn cuộc sống độc thân.